dạo này đi làm thường xuyên về trễ, không có tiếp tay phụ giúp được gì cho mình hết à. Thiệt là tình à. Bà ơi, bà căng nhẫn gì đó bà. Ông á hả? Bây giờ ông có chuyện lết cái thằng ông về hả? Lúc này á tôi thấy ông thích ở ngoài đường hơn ở trong nhà đúng không? Bà nói kỳ vậy bà. Tôi có nghe tin đồn bên ngoài rằng ông dạo này hay được uống cà phê. Đâu có sao, cà phê là chuyện thường. Người đàn ông nào mà không thích uống cà phê. Như đâu quán cà phê chân dài, có nhiều cô nàng xinh rất là xinh. Bà nghe chi những tin đồn bên ngoài, rồi về nhà làm tình làm tội với tôi. Sao? Thì khổ cho tôi chỉ vì những tin đồn. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Sao biết bao năm sao bà không hiểu tính. Nghe người ta nói là bà tin liền hà. Thực ra tôi cũng đâu tin như thế, nhưng người ta nói muốn mỏi lỗ tai. Chuyện có hay không rồi mai sẽ biết, vì tôi đã quyết cho người theo dõi ông. Trời ơi ngó xuống mà coi, vợ tôi bả ghen kiểu gì. Sống mà cho người theo dõi, còn gì mặt mũi đàn ông. Đừng than đừng trách mở hồi nào. Nhìn mặt bà tôi dám hay sao? Tôi không tin như con út nó nói hoài. Nó nói là ông đi lăng nhăng. Ôi trời ơi, tôi lăng nhăng cái chỗ nào? Thiệt là oan ức quá đời. Thì khổ cho tôi chỉ vì những tin đồn. Cà phê chưa hết giờ mày mở là sao? Còn chuyện gì nữa rồi bà nói luôn đi. Thiệt là ngao ngán cái sự đời. Ráng đi ông thêm dài 3 tháng, nếu ông không có tôi sẽ buông tha. Đừng khóc đừng la than trời trách phận, vì tôi có cách sẽ theo dõi ông. Trời ơi ngó xuống mà coi, vợ tôi bả ghen cái kiểu gì. Sống mà cho người theo dõi, còn gì mặt mũi đàn ông. Đừng than đừng trách vì tôi, tại ông tôi mới như vậy. Nếu thiệt lòng ông không có, sợ gì tôi theo dõi ông. Bà ơi bà hiếu cho tôi, cũng vì công ăn chuyện làm. Một lòng tôi luôn chung thủy, suốt đời chỉ yêu bà thôi bà ơi. Vậy ông phải hứa với tôi, làm xong phải mau về nhà.